máy bay vẫn hoạt động bình thường sau 13 tháng thất lạc. Tháng 8 năm ngoái, nhiếp ảnh gia Hawker Snorrasen tham gia một chuyến đi chụp ảnh trên cao tại sông Skapta ở Nam Iceland bằng máy bay cá nhân. Khi đang trên máy bay ở độ cao khoảng 60 mét, Hawker đã vô tình tuột tay và đánh rơi chiếc iPhone 6S Plus của mình khi lấy nó ra để ghi hình xung quanh. Chiếc điện thoại lộn nhiều vòng, rồi rơi thẳng xuống vùng đất đá lởm chởm bên dưới, cạnh một con sông đang bị lũ quét. Hawker sau đó đã rất nỗ lực để tìm lại chiếc iPhone bị đánh mất nhưng không có một phép màu nào giúp anh tìm thấy nó giữa một rừng thảo nguyên rộng lớn. Thêm vào nữa, Hawker đã không bật chức năng định vị Find My Phone trên thiết bị của mình, nên anh tin rằng mình sẽ phải chia tay vĩnh viễn với nó. Hơn một năm sau, vận may bất ngờ mỉm cười với Hawker khi một cặp đôi người Iceland đi bộ trong khu vực này đã tìm lại được chiếc iPhone mà anh đánh rơi trong tình trạng không hề sức mẻ, dẫu không còn chút pin nào. Càng bất ngờ hơn, sau khi sạc lại pin và kết nối với máy tính, chiếc iPhone vẫn có thể hoạt động trở lại dù trải qua hơn một năm phơi nắng giữa môi trường khắc nghiệt của Iceland, nhờ dòng thông báo iPhone của Hawker, người chủ đất sau khi cầm trên tay chiếc iPhone, đã tìm cách để liên hệ với nhiếp ảnh gia để trả nó về chủ cũ. Hawker cũng cho biết thêm rằng chiếc điện thoại của anh vẫn có thể vào Internet, gửi ảnh và video giống như trước. Tuy nhiên dường như chức năng loa thoại của nó gặp một chút trục trặc do phơi quá lâu ngoài môi trường khắc nghiệt. Trong quá khứ, cũng từng có nhiều trường hợp ghi nhận iPhone sống sót thần kỳ dù bị ngâm dưới đáy hồ, chôn vùi dưới cát biển hay thậm chí dưới lòng đại dương